Các bạn nhìn nhé, ốc chó cái loại vỏ mỏng mình đang cung cấp này, quả này nhé, quả ưng mắt này, vỏ mỏng này, đó. Đảm bảo là vỏ mỏng. Đấy, các bạn nhìn này, ưng không? Vỏ mỏng nhiều nhân và khá là nhiều tinh dầu. Đấy các bạn có thể nhìn. Thì chỉ cần nhìn hai quả bóp vào nhau thì một quả nó sẽ vỡ. Bóp mạnh vào. Đây, thấy chưa? Đây. Đấy. Đấy thấy chưa? Thì một quả nó khác nó sẽ vỡ này. Đấy. Đây. Đấy, nó không như cái loại vỏ dày các bạn nhé. Loại vỏ dày thứ nhất là nặng cân, không được nhiều hạt. Thứ hai nữa là ở trong nó ít nhân. Cái loại này trong cực kỳ nhiều nhân ưng mắt này. Đấy. Đó. Rồi các bạn mua liên hệ với Quyền nhé. 0356 24 14 84 086 608 3832. Rồi, đây. Nhà không có gì ngoài ốc chó. Ốc chó là có thật.